Hỏa Vân Tà Thần, dù ngươi ba đầu sáu tay hôm nay đừng hòng có mạng mà rời khỏi Thông Thiên Giáo. Hội trường Thông Thiên Bách Niên Đại Điền, theo lệnh Thiết Lệnh Công, Văn Thủ Thiêm Tôn cũng Thông Thiên Lục Bộ, cả Quảng Pháp Đường Bạch Vô Nhai cùng lên, thề giết chết Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Hải Vô Biên, Lôi Quyền, Lão Thiên Tôn tụ đủ nội kình, Hỏa Vân Tà Thần không có ý trông đỡ, thừa trưởng ảnh lừa địch người đã bắn lên không? Thiết Nhị Lang, người biết sẽ phải trả giá sao mà? Hế, ở đây cao thủ rất nhiều không nên cùng hắn giao đấu. Địa Hồ Liệu Nguyên, Hỏa Vân Tà Thần cuồng hãn đánh xuống đất, vận kình xảo diệu hỏa kình tấn công khắp nơi. Lâm Lãng đã chết, không cần phải cùng Thông Thiên Giáo đấu Hỏa Vân Tà Thần. Thạch Võ Phu quan tâm an nguy vợ con tiếp hỏa kình trước. Hỏa Vân Tà Thần thật đáng sợ. Những người còn lại cũng dựa vào công lực bản thân đỡ hỏa kình, nhưng nhất thời hưu tâm vô lực. Chỉ có ba người có thể thoát qua lưới lửa, đến gần Hỏa Vân Tà Thần. Thiết Lệnh Công, ta giết con gái ngươi trước. Tâm, Tâm lùi ra mau. Đừng. A, Hư Chiêu, gọi cho Hỏa Vân Tà Thần dù ta bảo vệ con gái, thật ra có mục tiêu khác. Kẻ yếu nhất đương trường là Thiết Thông. Xem ngươi chạy đâu. Muốn trách thì hãy trách người Thông Thiên Giáo. Dùng một địch nhiều, Hỏa Vân Tà Thần tuyệt không lưu tình, lực vừa xuất cánh tay Thiết Thông đã đứt lìa. Ai chống lại Hỏa Vân Tà Thần cũng sẽ như vậy. Ra tay quá ác độc. Đây sẽ là kết cục của ta sao? Giỏi dùng kế nhiếp địch, Hỏa Vân Tà Thần không sợ người đông, đây là tâm lý chiến. Không đấu lại, Hỏa Vân Tà Thần thật khủng khiếp. Kẻ địch đã khiếp sợ sinh tử chỉ trong lòng bàn tay. Thông Thiên Giáo để lại ác ma, e Lão Thiên Tôn hôm nay phải trả giá đắt. Đối mặt tên ma quỷ Hỏa Vân Tà Thần, giết ta cũng không ra tay. Khốn thật, có tâm nhi làm ta phân tâm phân tán thực lực lão phu. Chắc Bất Phàm muốn lên tầng cao hơn phải có biểu hiện tốt. Tự Long bộ binh nguyên soái, hiếu chiến vô cùng, gặp mạnh càng mạnh. Văn Thủ Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ, hận không thể xé xác Hỏa Vân Tà Thần thành ngàn vạn mảnh. Tâm lý chiến của Hỏa Vân Tà Thần trước ba người này không chút tác dụng. Không biết sống chết. Phục Ma Kim Cang Đao. Wow, nội kình mạnh quá. Muốn chết bổn tọa thành toàn cho các ngươi. Nói xàm. Hỏa Vân Tà Thần vừa thổ trưởng kình, Thiết Thông toàn thân vỡ nát, xương gân máu thịt theo dịch cân kinh hắc cấp, phù đồ như cuồng phong bạo vũ, hướng Văn Thủ Thiên Tôn và Tứ Long. Hỏa Vân Tà Thần lợi hại quá. Đến đây. Lão Thiên Tôn hãy xem con ngươi như miếng mồi ngon mùi vị thế nào. Khốn thật. Tứ Lang, Ngũ Lang. Hỏa Vân Tà Thần đừng quá xem thường Văn Thủ Thiên Tôn ta. Văn Thủ Thiên Tôn vốn là Thông Thiên Giáo chủ, chịu cơn đau kịch thống trả đòn, tiếc rằng sức không đủ. Gãi ngứa cho bổn tọa sao? Thiên Mã Thần Cước, Vạn Mã Bôn Đăng. Bổn tọa trong tay có hai đứa con Lão Thiên Tôn, Thiên Quân Vạn Mã cũng không đấu lại ta. Bạch Vô Nhai mới là sát trước, từ góc độ Hỏa Vân Tà Thần không lường được đã lướt tới. Thiên Mã Thần Cước, Bạch Câu quá khích. Hừ, Bạch Vô Nhai. Thiên Mã Thần Cước xảo diệu vô cùng, mạnh như Hỏa Vân Tà Thần cũng không lường được, Bạch Vô Nhai thừa thế truy kích. Dám quấy phá ta, giết không tha. Thiên Mã Hành Không. Na Cha Phong Vân Bá Lăng Tiêu. Bạch Vô Nhai đều do ngươi tự tìm chết. Kết ấn. Phục Hy Vấn Thiên Lục, Tam Thập Tứ Tầng Thiên. Phục Hy Vấn Thiên Lục có thể đỡ được bất cứ đòn cường mãnh nào. Thủ Chiêu Chi Vương, nhưng hắc cấp phù đồ của Hỏa Vân Tà Thần quả là bá đạo, Bạch Vô Nhai dù một đời tu vị cũng không cách nào đỡ được nội tình hùng hậu. Trước mặt bổn tỏa không một hình nào không thể phá. Lợi hại quá. Bàn Cổ Cực Cương, Phục Hy Chí Ngu đều là tuyệt học độc đáo. Quỷ Thần Tích Dịch. Hỏa Vân Tà Thần, trò chơi hôm nay của ngươi đã hết. Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Quỷ Thần Tích Dịch do cha sử ra mạnh hơn ta gấp bội. Cha người không thắng nổi ta, dựa vào Hỏa Vân Tà Thần ngươi cũng đừng hòng. Hỏa Vân Thiết Giác. Tức thật, trận chiến ở tướng quân phủ Lão Thiên Tôn còn giấu thực lực. Dũng Nhi. Hỏa Vân Tà Thần bị bức lui,
từ lúc giao chiến đến giờ đây là lần đầu toàn tâm toàn ý bị đánh lui. Cái gì cực đạo la sát, ngươi từ đâu đến ta sẽ đánh ngươi trở lại nơi đó. Mau cút về địa ngục cho ta. Hiên Viên Kinh Thiên Quyết đệ tam thập ngũ trùng thiên, quỷ thần tích dịch. Cảng khẩu. Tây Thành Dũng quyết ý thay đổi vận mạng, không ngờ ngay cả việc Diêm Tư nhất thiên hạ vô địch cũng vô nghi kỵ xem trộm. Không thể lý giải phải không, tên điên. Tây Thành Dũng cũng mặc, làm xong việc cần làm. Việc xong không nói một lời, cũng không nhìn thiên hạ vô địch. Hắn xem như thiên hạ vô địch không tồn tại. Hẳn là thiên hạ vô địch muốn trốn cũng không thoát được. Hắn một lòng phi thăng, đối với ta không có gì bất lợi, nhưng tiếp tục như vậy Nguyên Lão Vương sẽ rời khỏi. Cuối cùng Tây Thành Dũng ta cũng nhiệm vụ thất bại. Phải lợi dụng tên điên giúp ta, thời gian không còn nhiều. Hắn toàn tâm toàn ý phi thăng, khát vọng này người có dục vọng thì có nhược điểm, có thể lợi dụng. Dịch Cân Kinh. Muốn giết Nguyên Lão Vương, luyện thành hắc cấp phù đồ mới có hy vọng. Hoàng cấp. Lam cấp. Hơ. Bạch cấp. Dịch Cân Kinh gồm có 7 cấp, đệ lục cấp bạch cấp cảnh giới, canh khí hộ toàn thân, có thể ngự khí thương nhân, cương nhu khiêm tề. Tây Thành Dũng mới 20 tuổi đã có tu vị này, chó thể nói là tiền vô cổ nhân. Trải qua Dịch Cân tục mạch, võ công của thiên hạ vô địch và trường sinh quyết chân khí giúp ta đạt đến cực đỉnh của bạch cấp. Chỉ còn một chút là đã phá lên tầng hắc cấp. Nhưng điều này có thể mất nửa ngày, cũng có thể mất 10 năm, muốn tốc thành cần phải thiên hạ vô địch giúp một tay. Bất luận mềm mỏng hay cứng rắn, đối với hạng người này cũng vô dụng, tùy cơ ứng biến. Chỉ còn một cách khiến hắn chủ động cầu xin để giúp ta. Sau này Tây Thành Dũng cứ mặc kệ thiên hạ vô địch, trừ lúc luyện công, cũng sinh hoạt như bình thường. Còn có nữ nhân. Tên điên, người cứ nói ta là phúc tinh giúp ngươi phi thăng thành tiên. Nhất cử nhất động của ta ngươi vô cùng chú ý. Đối phó với tên tử phụ là vô địch thiên hạ. Có một phương pháp tuyệt diệu. Mặc kệ sự có mặt của hắn. Hắn sẽ không chịu nổi. Ta làm bất cứ việc gì, hắn không thể nhịn được nữa. Bởi vì, hắn còn muốn ta là một phúc tinh. Anh có đưa em rời khỏi đây được không? Em tên là gì? Mã Nhã. Trên đời không có vật gì mà Tây Thành Dũng không chinh phục được. Gồm cả tên điên ngươi. Ngươi sẽ sớm chủ động đến tìm ta. Tiểu quỷ còn muốn chạy. Hê, cuối cùng cũng không nhịn được. Khốn kiếp. Tiểu quỷ ngươi cũng muốn bay. Muốn bay không cần ngoại vật, nhìn kỹ đây chiêu này của Gia Gia là ngự không nhị hành. Tiểu quỷ. Mắc câu rồi. Gai Gia đang nói chuyện với ngươi. Dịch Cân Kinh cử thế vô song, quán tuyệt cổ kim. Hắc cấp phù đồ đại thành, hành vân ngự phong, vô địch thiên hạ. Thiên hạ vô địch chỉ có mình Gia Gia ta. Ta luyện thành hắc cấp phù đồ, há sợ gì ngươi? Hê, có tên Chí Khổ Hòa Thượng từng luyện thành hắc cấp phù đồ đó cũng chết trên tay của Gia Gia. Hắn bại dưới tay ông, không có nghĩa là Tây Thành Dũng cũng thua. Tiểu quỷ, vậy là do ngươi tự tìm chết. Muốn giết phúc tinh như ta, thì hãy toàn lực ra tay đi. Dịch Cân Kinh, do nhất đại kỳ tài võ học Đạt Ma Tổ Sư sáng lập ra. Tối thượng thừa hắc cấp phù đồ, tổng cộng có 3 giai. Luyện thành sơ giai trên mặt hiện 3 lần chiến văn. Lão tà thần não môn từng bị trọng thương, chỉ luyện được đến sơ giai. Người sáng tạo bá cước siêu quần năm xưa có huyết hải tâm thù với Dịch Cân Kinh, cũng chỉ đạt đến cảnh giới như vậy. Hắc cấp trung giai. Kẻ thành công trên mặt chiến văn biến thành 2 lần. Chân khí cuồn cuộn bất tuyệt, nội ngoại không có nhược điểm, có thể tay không phá thép dòng, vung tay có thể phong vân biến sắc đại địa chấn động. Sức phòng ngự có thể đỡ được đạn cỡ 7.62 ly. Có thể làm được điều người khác không thể. Thiên hạ vô địch Dịch Cân Kinh. Hắc cấp cao giai cảnh giới. Kẻ luyện thành bách độc bất xâm, có thể không ngủ không ăn, hành văn ngự phong, vô địch thiên hạ. Hỏa vân tà thần là kỳ tài luyện võ, lại gặp kỳ duyên Dịch Cân tục mạch. Trung cực tu vị chỉ đạt đến cảnh giới trung giai hắc cấp cảnh giới. Nếu có thể đạt cao giai cảnh giới vụ nổ kinh thiên ở tái sinh viên đừng nói dùng kiếm,
Dù không mặc thiên tàm bảo y, chỉ dựa vào thân thể máu thịt cũng có thể chịu được, không chút thương tích. Chân chính vô địch chỉ có một người. Sư Đạt Tổ Ma. Hắc cấp cao giai, một lần chiến văn. Thiếu Lâm Khai Sơn Tổ Sư Đạt Ma, diệu ngộ cảnh giới, sáng lập Thiếu Lâm Tam Đại Thần Công. Từ cổ kim đến nay thiên hạ chưa ai đạt cảnh giới vô thượng như vậy. Muốn giết một kẻ phúc tinh như ta thì cứ việc ra tay. Tiểu quỷ, ta biết ngươi định giở trò gì. Ngươi hãy yên phận cho ra ra, nếu không sống không bằng chết. Nếu ta không an phận, cơ hội thành công càng nhiều. Tây Thành Dũng một lòng mượn sức thiên hạ vô địch tìm được bước đột phá. Đối mặt với người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Dịch Cân Kinh Bạch cấp, thập thành công lực. Tiểu quỷ định giở trò gì? Tây Thành Dũng toàn thân dốc công lực đến cực điểm, dùng hết khí lực toàn thân. Dịch Cân Kinh Bạch cấp đã có uy lực kinh người, toàn thân Tây Thành Dũng thôi động cả chiếc thuyền lớn như muốn chìm xuống. Bọn họ trên thuyền định làm gì? Tiểu quỷ, ngươi nguyện bỏ tất cả muốn công lực lên một cấp mới. Thiên hạ vô địch nói không sai, Tây Thành Dũng quyết chí luyện Dịch Cân Kinh hắc cấp cảnh giới, bỏ mặc tất cả, y cược rằng thiên hạ vô địch không khoanh tay đứng nhìn, không thành công cũng thành nhân. Công lực Tây Thành Dũng càng lúc càng cuồng, toàn thân 108 huyệt đạo chân khí lưu mãnh, lưu truyền không ngừng rơi vào trạng thái vong ngã. Chân khí càng chuyển càng nhanh, cường hoành nhập vào bách hội, nếu quan này thông có thể đột phá cảnh giới khắp các phù đồ. Tiểu quỷ muốn đột quá sinh tử huyền quang để thăng công lực. Mẹ nó, đơn giản là tìm chết. Công lực chưa đủ đã đòi hắc cấp người đang đặt cược mạng mình. Ông không muốn tôi chết thì mau ra tay giúp tôi. Tiểu quỷ, ngươi thật là tà môn. Ngươi là phúc tinh của gia gia, đương nhiên không thể để người chết. Hay lắm, cuối cùng cũng ép hắn xuất thủ. Thiên hạ vô địch đem chân khí quán nhập vào thân Tây Thành Dũng, có thể giúp hắn đột phá sinh tử huyền quan, đạt đến cảnh giới hắc cấp phù đồ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông điên đang định giở trò gì? Mặc kệ, đây là cơ hội trốn thoát. Lưu lại bên ông điên sớm muộn cũng bị giết. Nhưng anh ấy đối với ta không xấu. Nhưng ta ở lại cũng không giúp anh ấy được. Xin lỗi, thành thực xin lỗi. Nội lực thiên hạ vô địch quán nhập Tây Thành Dũng từ từ hồi phục trở lại. Không có hiện tượng đột phá để thăng. Khốn thật, hắn không giúp ta đột phá mà thay ta tản kinh. Công lực từ từ tản mất lại lần nữa thất bại, tên điên. Có nhiều cách để ngươi không chết, tiểu quỷ ngươi đừng hòng đạt được. Điều này chứng tỏ hắn có thể giúp ta đột phá. Còn ở đó lén bỏ đi rồi. Sao rồi, tên hiếu sắc có cần bắt ả về không? Thiên hạ vô địch. Dù là khích tướng hay khổ nhục kế đối với ông cũng không tác dụng. Ông không những võ công tuyệt thế, trí tuệ cũng là thiên hạ vô địch. Hà, tiểu quỷ sao lại nói dễ nghe vậy, muốn gì? Ông nói phi thăng sau khi thành công thì sao? Thật không đơn giản, phi thăng thành tiên siêu thoát sinh tử thọ cùng trời đất. Vậy ông lúc nào định phi thăng? Đợi cảnh tường đoan đến, không quá 7 ngày. Vậy ông không thể giúp tôi? Già già chỉ làm việc có lợi cho bản thân, ngươi đừng lãng phí tâm cơ nữa. Ông sai rồi, giúp ta cũng chính là giúp chính ông. Sau khi ông phi thăng thành tiên, ai sẽ là thiên hạ vô địch kế tiếp? Mặc kệ, ta không quan tâm. Là tôi. Tôi được ông Dịch Cân tục mạch cường hóa gân cốt, sẽ có một ngày hắc cấp phù đồ đại thành, thiên hạ vô địch sẽ là tôi. Lẽ nào ông không biết? Ừ, nếu đợi người luyện thành cảnh giới hắc cấp phù đồ, hay là để ra ra giúp ngươi một tay đột phá, tự tay sáng tạo ra một thiên hạ vô địch kế tiếp. Đúng, thiên hạ vô địch kế tiếp cũng chính do ông lựa chọn. Ông muốn ai là thiên hạ vô địch, kẻ đó là thiên hạ đệ nhất, địa vị của ông không ai thay thế được. Tiểu quỷ, ngươi lại muốn gạt ra ra sao? Ha ha ha. Nói qua nói lại, ngươi chỉ muốn ra 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 tay giúp ngươi. Nhưng lần này lý do của ngươi hay lắm, rất thuận tai, ra ra thích lắm. Ha ha, thiên hạ đệ nhất do thiên hạ vô địch ta sáng tạo ra, hay. Ta vĩnh viễn là vô địch trong vô địch, tuyệt lắm. Thành thiên hạ vô địch tiếp theo, ta nhất định có thể. Có cần nói khẩu quyết Dịch Cân Kinh ra một lần? Không cần.
thử vận kình thêm một lần. Tây Thành Dũng tuyệt đối có lòng tin đối với thiên hạ vô địch, không nhiều lời lần nữa để khắc chân khí. Chân khí đi khắp 108 huyệt, thiên hạ vô địch dùng song chảo chấn động chân kinh trong thân Tây Thành Dũng. Dựa vào tu vị ngươi tuyệt khó mà phá được hàn kinh mạch, ta dùng ngoại lực bức ép, dịch cân hắc cấp tự nhiên như thủy nước phá cửa thành. Thiên hạ vô địch đen chân khí toàn thân tập trung vào hai trường bức nhập vào Tây Thành Dũng. Đầu Tây Thành Dũng như muốn vỡ nát, đau đớn đến từng sợi thần kinh, không thể trong phút chốc có thể đột phá, rất dễ rơi vào hiểm cảnh tàu hòa nhập ma. Muốn thành công Tây Thành Dũng phải chịu đau đớn cực độ, bởi vì y mong đợi giây phút thành công sẽ chóng đến. Giỏi cho đạt ma, dịch cân kinh quả nhiên không đơn giản, dựa vào ta trong chốc lát cũng không cách nào giúp ngươi phát sinh tử huyền. Quắc! Trừ phi hắn không cách nào giúp ta đột phá hắc cấp, thiên hạ vô địch không phải không gì là không thể. Tiểu tử ngươi không tin ra ra. Hắn biết ta nghĩ gì trong lòng. Hai ta nội khí hợp nhất, tư tưởng thông nhau. Một ý nghĩ nhỏ hay là một sợi thần kinh ngươi cảm thụ ra ra đều biết rõ ràng. Ta muốn ngươi thành thiên hạ vô địch kế tiếp. Ra ra ta tuyệt đối có bản lãnh này. Không thương bảo giám. Xảy ra chuyện gì? Sao, sao lại như vậy? Hai người đó sao lại bay lên trời? Ta không có hoa mắt chứ? Tiểu quỷ. Tâm bất tịnh, thần bất minh, ý bất kiên, khí bất bình. Tam thanh tứ chánh pháp thông linh ngũ trí triều nguyên chuyển đạo. Kinh thủy hỏa tương giao hồi thánh giới, tu tâm luyện tính thượng thiên đình. Không xong rồi. Có chuyện gì? Ông cảnh sát ơi, có hai người đang giở trò gì? Đừng gấp, chỉ là đóng phim thôi. Em rốt cuộc không thể rời xa anh. Em vì sao lại trở về? Đóng phim? Tiểu quỷ, ngươi không cần mạng nữa nên mới nghĩ lung tung hả? Ta qua đó xem thử. Cố gắng đợi thông thiên giáo đến rồi giao cho bọn họ. Thông thiên giáo? Hê, không ngờ cô em lại tự đến báo án. Thông thiên giáo tìm bọn họ lâu rồi. Tập trung tinh thần gần xong rồi. Tường đoan chi tướng. Tiểu quỷ ơi, ngươi đúng là phúc tinh của gia gia, khí thế ngươi càng mạnh, trong đầu ta cảnh tường đoan lại càng hiện rõ. Ngừng tay cho ta, không được kinh cửu vọng động. Đúng là tên phá hoại. Một cây sống nhỏ mà cũng dọa ta sao? Giữ chặt ý chí đừng phân tâm. Ha ha, lửa địa ngục sinh ra ác ma, chân thân của tiểu quỷ cũng sẽ hiện hình rồi, thành công rồi, ha ha. La sát. Hay lắm, ác ma hiện thân tứ linh đều đến, tiểu quỷ càng mạnh, cảm ứng của gia ga càng cường liệt. Tường đoan chi tướng, tường đoan chi tướng. Nữ kiếm phi thăng vài ngày nữa thôi. Mau ngừng tay cho ta. Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tường đoan chi tướng sao lại như vậy? Tên đó đã phá hoại gì? Không thể nào vượt ngoài kế hoạch của ta. Không thể nào. Tường đoan chi tướng tiêu tán. Thiên hạ vô địch tâm thần đại chấn, cùng lúc đó chân khí thân thể Tây Thành Dũng cũng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Đóng phim, ai tin lời đó chứ? Không phải cũng là đóng phim đó chứ? Thiên hạ vô địch xuất hiện trong địa phương của ông. Ngoại y ra còn có một nam một nữ. Cẩn thận đó, đừng nên chọc giận hắn. Hắn sau này sẽ là một trợ thủ giúp thông thiên giáo ta hùng bá thái quốc. Đừng nên bỏ qua cơ hội này. Cho trẻ con chỉ để bắn ruồi. Muốn bắn rồng lớn, xem xạ nhật cung và xuyên vân tiễn của lão tử. Hung Diêm Vương. Trên vùng đất của lão tử dám xưng là thiên hạ vô địch, xem thử ngươi có bao nhiêu cân lượng. Khốn thật, cuối cùng có gì sai, chỉ còn một tí nữa, chỉ còn một tí nữa. Thật khốn kiếp. Tiểu quỷ, mau lấy lại tinh thần cho ta, ta muốn thành công phi thăng, ngươi tuyệt cũng không thể thất bại. Ngoan ngoãn mau đạt đến hắc cấp cảnh giới. Cửu tử tà công. Khung thương bảo giám kết hợp tập hợp uy lực của hai đại kỳ môn tuyệt học. Chân khí Tây Thành Dũng đã mất lập tức trở lại, bị thiên hạ vô địch thâu hồi nội khí. Thiên hạ vô địch dùng hết tinh thần nội lực để giúp thân thể Tây Thành Dũng đạt đến hắc cấp. Hê, ai là thiên hạ vô địch? Sau khi qua tiễn này chỉ là một tên phế vật thì có ích gì? Hả, biến mất rồi. Không thể nào, chân khí tiểu tử này không thua cửu tử tà công đạt ma lão đầu, dịch cân kinh của ngươi thật lợi hại.
Tây Thành Dũng dốc hết tu vị bạch cấp, cộng thêm khung thương bảo giám và cửu tử tà công, hai đại ngoại lực giúp sức cuối cùng đột phá sinh tử huyền quan, trong thần long hổ gặp nhau nhất khí quán thông, đạt đến trung cực cảnh giới dịch cân kinh trong thiên hạ truyền thuyết. Hắc cấp cao giai, một lần chiến văn. Hội trưởng Bách Niên Đại Điển tam thập ngũ tầng lão thiên tôn quỷ thần tích dịch hình thể áp xuống. Hỏa vân tà thần mất tiên cơ bị lão thiên tôn để không cách nào ngồi dậy. Hỏa vân tà thần không phải người rất thích bẻ tay chân người khác sao? Giờ thì hãy thưởng thức đi. Thiết gia cước pháp, sơn thần chấn nộ. Dũng nhi. Hỏa vân tà thần. Uy phong chó má của người đâu hết rồi. Người không ngờ có ngày cũng bị đạp dưới chân thiết ngũ lang ta chứ gì. Tình thế nghịch chuyển, muốn đánh bại hỏa vân tà thần đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Viết lệnh công, bạch vô nhai các ngươi mất mặt còn chưa đủ sao. Môn chủ. Si Vưu đường đường là chiến thần không muốn nhìn cảnh này, hiệp nghị với thiết lệnh công đã bỏ ra sau đứng cùng trận tuyến với hỏa vân tà thần. Tên đầu to nơi gấp làm gì? Người cho là hắn sẽ bại sao? Không thể nào đâu. Được thiên hạ vô địch toàn lực hiệp trợ, Tây Thành Dũng đột phá sinh tử huyền quan đạt đến cảnh giới dịch cân kinh hắc cấp cao giai, chân khí đã mạnh đủ để tề danh với người khai sáng ra Đạt Ma Tổ Sư. Hay lắm, Phúc Tinh cuối cùng cũng đột phá hắc cấp cảnh giới, nhưng vì sao? Tưởng Đoàn chi tướng biến thành điểm đại hung, ở đâu có vấn đề khiến cảm giác phi thăng biến mất? Xương. Tứ linh trong Tưởng Đoàn chi tướng hóa thành xương khô. Chỉ có một giải thích là lúc nãy giúp Phúc Tinh đề thăng công lực vô ý đã sát sinh. Công lực Tây Thành Dũng mãnh tiến tựa hư không, mà thăng toàn thân chân khí cuồn cuộn không thổ không gấp. Con chó văn thủ thiên tôn nuôi đúng lúc dùng để tế cờ. Khí thế tiểu tử này thật kinh người. Có thể chết dưới cực đỉnh hắc cấp phù đồ ngươi phải cảm thấy hãnh diện. Không biết trời cao đất rộng, lúc lão tử tung hoành thái quốc tiểu tử thối ngươi chỉ là một cọng lông thúi. Diêm vương thảm sát lệnh. Đệ nhị lệnh thập vạn đao sơn. Diêm vương thập sát lệnh hung tàn bá đạo đoạn gân phá thịt đoạn tim người. Hùng Diêm Vương thành danh hơn 10 năm công lực khó dò, trong thông thiên giáo chỉ dưới một mình giáo chủ thiết lệnh công. Lời nói khoác lác không đỡ được một chiêu. Hảo tiểu tử chỉ một trường đã phá thập vạn đao sơn của ta. Tiểu tử thối chớ cuồng vọng. Đệ lục lệnh luyện thạch toái cốt. Diêm Vương thập sát lệnh cái tên thật khoa trương. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Người định giở trò gì? Người không có tư cách chết dưới tay của ta. Diêm vương thảm sát lệnh, giết người vô số hung diêm vương tự cho mình cực cao. Ai ngờ đấu với cảnh giới dịch cân kinh hắc cấp phù đồ không đỡ nổi dù chỉ một chiêu. Hắc cấp đại thành Tây Thành Dũng thử chiêu đã tận hiện uy lực. He, dịch cân hắc cấp vô địch thiên hạ. Thiên hạ vô địch. Tiểu quỷ ngươi muốn khiêu khích ra ra sao? Tà môn, tử tử này thật tà môn. Hùng Diêm Vương từ khi xuất đạo chưa gặp đối thủ, ai ngờ đối mặt với tiểu tử này tay chân luống cuống, cảm giác kinh ngạc thật khó hình dung. Anh ấy đột nhiên mạnh như vậy thật không ngờ. Tiểu tử để xem ngươi mạnh tới đâu. Diêm Vương lệnh tà công. Trước giờ chưa ai dám coi thường Hùng Diêm Vương ta đâu. Trò trẻ con. Nháy mắt a ong thủ của Hùng Diêm Vương đã bị Tây Thành Dũng khóa chặt. Trò chơi đến đây là hết. Tây Thành Dũng hắc cấp đại thành, ngự kiến phi hành không còn thần kỳ như trước có thể bắt được tông tích. Khởi! Để ra ra tự thân thử sự lợi hại của ngươi. Hay lắm, có thể đỡ một kích khung thương bảo giám, đỡ hay lắm. Cơ hội tốt đây rồi. Đệ ngũ lệnh liệt mạch phân cốt. Hùng Diêm Vương nhắm chuẩn thời cơ đánh lén, ai ngờ vừa chạm vào bị chân khí hộ thân cường đại của hắc cấp phù đồ chấn lui. Tây Thành Dũng phẫn nộ sát khí bạo hiện. A, ta cảm giác được. Quay trở lại. Là người tự tìm chết. Tây Thành Dũng nộ sát khí, khí thế bạo thăng tư tưởng liên thông với thiên hạ vô địch, trong não xuất hiện Tưởng Đoan chi tướng. Đây là Tưởng Đoan chi tướng như lời hắn nói. Tiểu quỷ cũng cảm ứng được tư tưởng của ta. Lẽ nào, công lực hai người đã lên đỉnh điểm. Tư tưởng tương liên nhất niệm đã thông không có gì là bí mật,
Sau khi Tây Thành Dũng thu chiêu, Tường Đoan chi tướng cũng tan mất tất cả như chưa từng có. Đến đây hai ta tiếp tục ra ra muốn ngươi nổi sát ý. Cửu Tử Tà Công. Được, ta muốn ông biết mùi vị bại là thế nào. Để ta xem đại uy lực cực hạn của Dịch Cân Kinh ra sao. Đảm bảo không để ông thất vọng. Thiên hạ vô địch thân có không thương bảo giám và Cửu Tử Tà Công tu vị trăm năm thiên hạ không ai sánh bằng. Nhưng Tây Thành Dũng đột phá Dịch Cân Kinh hắc cấp cao giai, nội lực hùng dũng vô tận như giang hà đại hải dùng hoài không hết. Một người chân lực dồi dào tinh thuần, một kẻ thần công mới thành phong mãnh vô cùng, không thể một thời ba khắc có thể phân thắng bại. Ha ha, tiểu tử giỏi lắm, thật là giỏi lắm. Phúc tinh, đúng là phúc tinh. Đấu đến khó phân thắng bại, thiên hạ vô địch đột nhiên thu chiêu. Bá cước, công vô bất khắc chiến vô địch. Bá cước được hấp cấp cao giai thôi động uy lực càng kinh người, thiên hạ vô địch bị đánh văng thật không tin nổi. Anh ấy đột nhiên còn mạnh hơn cả lão điên. Thống khoái, thật thống khoái. Lão tử đã nhiều năm không thọ thương, trước khi phi thăng có được cảm giác đã mất từ lâu. Tiểu quỷ ngươi làm tốt lắm. Sát ý người càng cao, cảm giác phi thăng của lão tử càng cường liệt. Người không những là một thiên hạ đệ nhất kế tiếp, mà còn là kẻ kế thừa ác ma. Tưởng Đoan chi tướng vì sát sinh mà tiêu mất, nhưng sát tính ngươi càng cường liệt thì cảm giác phi thăng càng trở lại. Bởi vì lão tử là ma, lão tử muốn thành tiên ma tinh huyền không, tự nhiên phi thăng không thành, nay có người kế thừa. Ta hiểu rồi, tất cả đã thông suốt rồi. Không phải ghê gớm vậy chứ. Cố ý chiêu một cước vì muốn có cảm giác thọ thương, đúng là tên điên khùng. À, sao công lực ta trong phút chốc giảm mạnh. Công lực đỉnh cao do ngoại lực tốc hành chỉ là hư hỏa. Người có tu vị hiện giờ đã vượt quá giới hạn. Nói rằng, có được hắc cấp phù đồ cảm giác thật kỳ diệu, Tây Thành Dũng đương nhiên không muốn mất nó, đã dùng hết mức muốn tiếp tục cảnh giới tột đỉnh. Nhưng tiếc sức người có lúc tận, dù Tây Thành Dũng có nỗ lực thế nào chỉ có thể vận được trung giai công lực hắc cấp phù đồ. Tâm nguyện của người đạt thành rồi hãy an phận đợi ra ra phi thăng. Người vĩnh viễn dưới ra ra ta, nhưng dựa vào công lực hiện giờ cũng đủ ngạo thị đương thế. Sao rồi không chịu ư, vậy ngươi dùng nộ hỏa hóa thành sát y cuồng sát đi. Sát, đống xác điên cuồng để ra ra ấn chứng. Mẹ nó, tả môn qua đấu không lại. Đúng cảm giác đó lại đến rồi, cường liệt quá. Hãy viết sạch đốt sạch cho ta. Hỏa ân cái đỉnh. Một trường Tây Thành Dũng đánh xuống chưa hạ sát thủ, hung Diêm Vương thoát trong gang tấc. Vì sao không giết hắn? Không đơn giản vậy đâu, ta có công lực đỉnh cao. Từ nay về sau không bị ông áp đảo. Hai ta tư tưởng liên thông nên hiểu rõ mối quan hệ giữa cả hai. Đối với ông, sát ý ta không cuồng. Ông khó cảm ứng Tường Đoan chi tướng khó mà phi thăng. Ta chỉ nổi sát ý vì một người. Tiểu tử người. Ông không có chọn lựa, muốn phi thăng để ta đi giết Nguyên Lão Vương. Cảm giác cường liệt như vậy e rằng Tường Đoan chi tướng trong hai ngày nữa sẽ giáng lâm, thời gian của ông không nhiều. Ông chỉ việc chuyên tâm phi thăng, việc khác do ta tự an bài. Khốn thật. Tiểu quỷ, ta nói ngươi biết, nếu có gì sai sót ngươi sống còn cảm hơn chết. Nhất ngôn vị định. Vận mạng đã âm thầm an bài hai tên ác ma gặp nhau, vận thế tương liên cùng nhau phát triển, vì muốn hoàn thành tâm nguyện tạo thành giao ước của hai ác ma. Việc kế là làm sao dẫn rắn xuất động biết được hành tung Nguyên Lão Vương. Anh ấy đã rất lợi hại, hay là xin anh ấy giúp. Mã Nhã, em tự do rồi đi đi. Không. Người nhà em toàn bộ trong tay Khắc Long, hy vọng anh có thể giúp em. Chỉ cần em nghe lời anh dạy mà làm, tự nhiên mọi việc sẽ ổn. Thật sao? Thông Thiên Đại Lâu. Sao lại như vậy? Thiên hạ vô địch hiện giờ ở đâu? Không biết, Hung Diêm Vương đáp không biết. Rác rưởi. Sao lại có thể, lợi hại như vậy? Hừ. Hại lão tử bị vạ lây. Không thể nào. Hung Diêm Vương cường luyện Diêm Vương lệnh tà công, sau đạt được đệ thập điện tối cao cảnh giới, nhưng giờ thần trí mê man điên điên khùng khùng, võ công tuy cao nhưng không còn dùng được. Hung Diêm Vương thật không muốn nói.
Cả sư phụ cũng kinh ngạc. Ai còn dám gọi đến đây? Bẩm Thiên Tôn, có một cô gái tên Mã Nhã đến khóc la, nói rằng biết thiên hạ vô địch đang ở đâu. Đem ả vào. Cô gái hãy trả lời thành thật những gì ta hỏi, nghe rõ chưa? Có thật là cô nhìn thấy một già một trẻ không? Vâng ạ. Nói mau. Tôi hy vọng tin này sẽ được một nét bút của Khắc Long tướng quân. Có thể nếu tin tức là thật ta còn cho cả tiền thưởng. Trước tiên cô nói cho ta biết bọn chúng ở đâu. Tôi vốn được Khắc Long tư lệnh bắt phục vụ lão già đó, sau đó bị ép theo bọn họ. Ừ, Khắc Long có nói là cung cấp nữ nhân cho hắn. Cô làm sao thoát ra được? Sáng nay bọn họ nói muốn lấy thuyền đi hướng đông nên đuổi tôi ra. Tôi từ miệng viên cảnh sát biết hắn là người giáo chủ muốn tìm nên lập tức đến thông báo. Ừ, hợp với địa điểm sư phụ nói. Đúng rồi. Cô lưu lại đây trước, chứng thực tin là thực tự nhiên sẽ thưởng cho cô. Cảm ơn giáo chủ. Tam lang con hãy điều tra cô này cho rõ. Tứ lang lập tức chuẩn bị tất cả, tùy thời xuất phát, lần này bổn thiên tôn đích thân xuất mã. Ngũ lang con lưu lại đối phó Nguyên lão vương, theo kế hoạch cứ dẫn hắn đi thăm ruộng anh túc. Dạ. Con lập tức đi làm. Bổn công không muốn Nguyên lão vương biết, sợ y nhúng tay nhúng chân. Nếu có thể bắt Hỏa Nhẫn Thiên Tà khảo tra sẽ biết được nhiều, thiên hạ vô địch bắt để dùng riêng, có Nguyên lão vương ở đây không có lợi gì cho hai việc này. Nghiêm hình tra vấn tất phải giao cho hình bộ phụ trách. Đảm bảo Hỏa Nhẫn Thiên Tà không thể im miệng. Tôi đã nói rõ cho Tam gia biết sao còn chưa được lĩnh thưởng. Đừng gấp, chúng ta có tự có an bài. Nữ nô của thiên hạ vô địch. Đúng là ông ấy. Nguyên lão vương các hạ, không biết có việc gì. Không có gì, ngày kia ta sẽ rời khỏi, muốn tìm thiên tôn nói mấy câu. Thật không may thiên tôn có việc vừa ra ngoài. Thiên tôn có dặn ngày mai ngũ lang theo nguyên lão đến thăm vườn nha phiến. Vậy thì nhọc công rồi. Mấy ngày nay ta đi cùng văn thù dù bận cũng gặp y, lần này xem ra có ẩn tình. Cô hãy ở đây nghỉ ngơi trước đi. Ta ở ngoài cửa có việc gì thì cứ gọi ta. Lúc nãy gặp chính là Nguyên lão vương, tiếc là không có cơ hội nói chuyện. Nếu bọn chúng tìm được thì anh ấy gặp nguy hiểm rồi. Anh muốn em đến Thông Thiên giáo tìm văn thù thiên tôn, nói rõ tình hình của anh và thiên hạ vô địch. Anh muốn em phản bội anh. Em cứ làm theo ý anh, việc khác cứ nói thật là được. Còn một việc nữa em phải chú ý. Hãy nhớ kỹ số này. Sau khi tìm được Nguyên lão vương kêu ông ấy gọi cho anh. Chưa chắc em có cơ hội gặp ông ấy thì làm sao? Chỉ cần để ông ta biết là em còn, ông ta tự động tìm em. Nguyên lão vương đã gặp, nhưng ông ấy có biết ta không? Sao cô lại ở đây, Dũng Nhi thế nào rồi? Đại Lâu Thiên Đài. Sau khi có được tình báo, những lời Mã Nhã nói đều là sự thật. Buổi sáng theo hướng đông ra đi. Theo lộ trình mục tiêu chắc trong chu vi 100 dặm biển. Cả hôm Diêm Vương cũng làm cho khốn khổ, quả nhiên không phải người bình thường. Thiên hạ vô địch, thiết lệnh công ta đến tìm ngươi đây. Bạch Nhật phi thăng, Tường Đoan chi tướng sẽ xuất hiện. Ông trời, ta đến đây. Thiên hạ vô địch ngồi đón gió, trong thuyền không người lái cứ tự động đi theo hướng định sẵn. Phụ thân đại nhân, con nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lão vương giờ chết của ông đã đến. Ta Tây Thành Dũng đến đây. Hãy hiển thị thực lực chân chính đi. Cũng gần được rồi. Hỏa Vân Tà Thần bị Thiết Gia phụ tử vây đánh, bại ở trước mắt, đột nhiên bạo phát chân khí cường đại, bắn mọi người lui xa. Hỏa Ân Tà Thần còn chưa đến cực hạn. Hê, Dũng Nhi. Tình thế chuyển gấp, bọn Bạch Vô Nhai muốn gia nhập vòng chiến cũng kinh ngạc. Tứ lang mau buông tay. Sao? Ai dám chọc giận Hỏa Vân Tà Thần ta đều phải trả giá rất đắt. Hối hận rồi sao? Gần rồi thể hiện thực lực chân chính của người đi. Hỏa Vân Tà Thần quả thật đáng sợ. Hỏa Vân Tà Thần ở Thế Hạ Phong chợt đại phát thần uy, nhất thời toàn trường đều im lặng, chỉ còn lại tiếng kêu gào của Tứ Long. Hỏa Vân Tà Thần, nhìn có rõ chưa? Đây là kết quả của việc dám chống đối với Hỏa Vân Tà Thần. Lúc này tình thế cực hiểm, Hỏa Vân Tà Thần toàn thân chân khí dốc hết, lúc sinh tử quan đầu tự biến thành đột phá,
Tuy chưa đạt đến cảnh giới nhất giai của dịch cân kinh cao giai, chiến văn trên mặt gần hợp thành một, nhưng cũng đại để thăng công lực vượt hơn trung gian. Văn thủ người lúc nãy rất đắc ý phải không? Ánh mắt của Hỏa Vân Tà Thần liếc nhìn khiến văn thủ bản thân thấy bất an, khí thế tiêu hết. Mẹ kiếp ngươi, Hỏa Vân Tà Thần. Hiên Viên Kinh Thiên Quyết, đệ tam thập thất tầng thiên. Áp Lãng Diệm Thiên. Trả lại con ta một cánh tay đây. Hỏa Vân Thiết Dũng. Thiết Lệnh Công. Khốn kiếp. Khốn thật, công lực lại bạo tăng, Hỏa Vân Tà Thần rốt cuộc còn bao nhiêu thực lực? Lão Thiên Tôn đau đớn vì con mất tay đánh ra công lực tối cao, Hỏa Vân Tà Thần đột phá không như lúc trước, trường cước giao nhau không ai áp đảo được đối phương. Lệnh Công thì ra còn chưa dốc toàn lực. Lệnh Công nếu không bảo lưu thì cánh tay lão tứ không bị thế. Công lực lão đầu tử hơn 37 trùng thiên, nhưng không áp đảo Hỏa Tà Thần thật khó nói. Thật không ngờ tam thập thất tầng thiên công lực không thể thắng hắn. Tất cả mọi người mau lui xuống. Văn thủ Thiên Tôn ngoan ngoãn nghe lời cha ơi đi, ngươi luôn cần người khác lo lắng mà. Lo con mẹ ngươi ấy. Ngũ Lang lui xuống, đây là lệnh. Lệnh Công. Bỏ đi. Một câu lui xuống gồm cả nỗi lo của phụ thân cũng có nghĩa là văn thủ không đủ năng lực để tham gia cuộc chiến. Thiết Ngũ Lang tâm cao chí ngạo là sự sỉ nhục. Dũng Nhi muốn văn thủ đấu với mình. Lão Thiên Tôn biết ai gia nhập cũng sẽ bị liên lụy, trận chiến thật sự giờ mới bắt đầu. Thiết Lệnh Công cuối cùng cũng chính thức đơn đã độc đáo rồi sao? Hỏa Vân Tà Thần hôm nay không phải người chết thì ta chết. Nhảm nhí, người có bản lĩnh đó sao? Nếu người thắng được Hiên Viên Kinh Thiên Quyết, lão Tà Thần tùy ngươi mang đi, tuyệt không ai ngăn cản. Liệu ta có thể tin Thông Thiên Giáo các ngươi sao? Khốn thật! Người có thể tìm người làm chứng. Sát Sai tướng quân. Yên tâm đi, ta sẽ làm chứng nhân. Bất kể ra sao 5 triệu Mỹ Kim cũng an toàn. Thiết Lập Công, mục đích ta đến là lợi câu nói này của ngươi. Phụ thân đại nhân, tất nhiên ta sẽ mang đi. Ép người ra tay là muốn ngươi biết Thông Thiên Giáo chả là gì với La Sát Giáo ta. Ở Văn Tả Thần nơi đừng xem thế giới này nhỏ bé. Là tự ngươi xem Hiên Viên Kinh Kiên Quyết quá to lớn. Đến đây. Đến bước này không cần nói nhiều nữa để xem ai mạnh hơn. Hiên Viên Kinh Thiên Quyết, tam thập nhất tầng thiên, bảo vũ cuồng lôi, hỏa hải vô biên. Cuộc chiến mạnh nhất đã diễn ra, ngoài hai đại thần công đấu nhau còn, xem ai là bá chủ xã hội đen Đông Nam Á, cuộc tranh đoạt của La Sát và Thông Thiên, dùng thực lực quyết định tất cả. Dũng Nhi, là cậu đó sao? Nguyên Lão Vương. Ta đã đủ thực lực giết ông. Được, sáng mai theo đường sắt đến vườn anh túc cậu chỉ có cơ hội đó. Nguyên Lão Vương đối với Tây Thành Dũng này chỉ một cơ hội là đủ. Mã Nhã, cô gặp Văn Thủ Thiên Tôn nói những gì? Tôi nói với hắn nơi ở tên điên. Điệu Hồ Ly Sơn. Trời còn chưa sáng, lại xuất phát sớm, Thông Thiên Giáo quả nhiên không muốn cho ta biết việc của Dũng Nhi. Nhưng Dũng Nhi đã sắp xếp đâu vào đó. Như giờ y chỉ còn đối phó hai đại cao thủ. Và hơn 10 cây AK-47. Dũng Nhi sẽ chọn nơi nào để ra tay? Nguyên Lão Vương. Ta đợi ở đây giải quyết ông. Thiên Tôn, là chiếc thuyền đó. Lúc này tâm tình rất tốt, không gấp như ngày thường, dễ dàng cảm thụ được ảnh hưởng. Chỉ một nghĩ khiến thiên hạ vô địch không có sát tính. Không thể sát sinh. Thấp xuống. Đối với thiên hạ vô địch, phi thăng là việc số một. Tuyệt không ai quấy rối, Thiết Lệnh Công đến tìm hắn vào thời cơ thích hợp nhất. Tam Lang đem lễ vật ra mắt theo. Thông Thiên Giáo chủ Văn Thủ Thiên Tôn tâm ý bái hội tiền mới. Thì ra đối mặt thiên hạ vô địch một câu trái tai sẽ gặp họa sát thân. Nhưng trước lúc phi thăng không thể sát sinh, vậy cục diện sẽ ra sao? Thiên hạ vô địch vận chân lực nội kình khiến du thuyền đột nhiên chuyển hướng. Mẹ nó, xem ra chúng ta không được hoan nghênh. Tam Lang, Thiết Lệnh Công tụ khí thân đạp nước mà đi không mất uy phong là chủ một giáo. Tên này lộ ra chiêu này không hổ là thiên hạ vô địch. Hừ, tiền bối chính là thiên hạ vô địch. Làm ba cái trò trẻ con đến đây làm gì? Cút. Hả?
Có người vô lễ với giáo chủ như thế, Thiết Lệnh Công không phản ứng gì. May mà Thiên Tôn công lực cao ứng biến nhanh mới không rớt xuống biển. Lão quỷ đó muốn đánh sao? Tam Lang, vật ra mắt. Khắc Long chỉ là nhân vật nhỏ, hiếu kính của hắn còn kém xa vật tinh tuyền này của bổn Thiên Tôn. Hê! Xin tiền bối nhận cho. Được đó. Tiền bối. Đừng ồn ào. Nghe thấy chưa? Cái gì cơ? Thiên ngoại chi âm. Càng lúc càng gần rồi. Đoàn tàu lửa lao nhanh qua một cây cầu sắt. Trên cầu đã đặt sẵn thuốc nổ. Một tiếng nổ long trời vang lên. Đoàn tàu nổ tung lao xuống sông. Trên cầu chỉ còn chênh vênh một toa. Mẹ nó, dám động thủ trên đầu Thái Tuế chắc chắn là do La Sát giáo làm. Hừ. Thiết Ngũ Lang cảm thấy sát khí cường liệt trước mặt toàn thân giới bị. Nguồn sát khí mang đến áp bức lực vô cùng. La Sát, ngươi là ai? Người không có tư cách biết. Ta nhận ra ngươi là tên Hỏa Nhẫn Thiên Tà lúc trước. Đúng. Còn chưa là con quỷ hồ đồ cũng là việc tốt. Văn Thù Thiên Tôn, bảo bối con yêu. Chỉ đáng nằm dưới chân ta. Khốn kiếp. Hiên Viên Kinh Thiên Quyết, Tam Thập Lục Tầng Thiên. Lúc nãy quá khinh địch, xuất tuyệt chiêu nhất kích tất sát. Toàn lực chẳng qua chỉ vậy. Nói rằng, chiêu thức bắt tục tiếp là không chút uy lực. Đủ lấy mạng của người rồi. Thiết Gia Cước Pháp, Quỷ Thần Tích Dịch. Dịch Cân Kinh Bạch Cấp. Đánh bại ngươi có gì mà khó? Khí kình cường đại quá, chân máu huyết hai chân ta chạy ngược. Để người biết cước pháp chân chính ra sao. Bá Cước Đệ Tam Thức, Na Cha Phong Vân Bá Lăng Tiêu. Tư chất chưa đủ, luyện thêm 10 năm nữa cũng chỉ vậy. Chỉ là phế vật vô dụng. Vĩnh viễn là bại tướng dưới chân của ta. Không giết ngươi, để cho Thông Thiên Giáo vĩnh viễn mang hai chữ thất bại. Bá Cước Đệ Nhất Thức, Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô. Dũng Nhi, không thẹn khi Nguyên Lão Vương ta xem trọng cầu. Muốn giết ta giờ đây cho người cơ hội duy nhất. Chướng ngại đã tiêu trừ, Nguyên Lão Vương hãy tận hưởng cuộc chiến cuối cùng của đời ông. Hy vọng ta không xem lầm cậu. Cực Đạo La Sát. To be continued.